Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Yên Mô và thành phố Tam Điệp sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với các địa phương về công tác y tế và phòng chống dịch bệnh. Từ giống lúa thuần chất lượng cao QR1 sau nhiều năm chọn tạo, sản xuất và sai sót, gạo Hương Bình đã ra đời và gần đây được công nhận thương hiệu sản phẩm của Ninh Bình. Đây là sự nỗ lực lớn của bốn nhà, trong đó có doanh nghiệp đồng hành cùng nông dân, đưa nền nông nghiệp tỉnh phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó trưởng ban tổ chức Trung ương, cùng các vị trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri các xã Yên Nhân, Yên Từ, huyện Yên Mô. Cùng dự có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và huyện Yên Mô. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Kim Sơn đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Sau 19 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp đã xem xét một khối lượng công việc lớn, quyết định nhiều nội dung quan trọng của năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025. Qua 6 phiên thảo luận tổ, 23 phiên thảo luận toàn thể tại hội trường, 5 phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Quốc hội đã thông qua 5 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án luật và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác. Cử tri các xã bày tỏ vui mừng phấn khởi trước những kết quả của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, đặt niềm tin vào những quyết định đúng đắn của các vị đại biểu Quốc hội, đồng thời đề nghị Quốc hội cần sớm sửa đổi ban hành luật đất đai để quản lý khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên quý giá cho sự phát triển của đất nước. Do giá xăng dầu, vật tư phân bón thời gian gần đây tăng cao đã làm ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân, cử tri đề nghị nhà nước quan tâm xem xét có chính sách hỗ trợ mức cao hơn nữa đối với nguồn thủy lợi phí và cần có những chính sách giải pháp hỗ trợ bình ổn giá cả đối với các mặt hàng, nhất là giá vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, gia súc, gia cầm. Đồng thời cần có quy hoạch tổng thể vùng sản xuất và chỉ đạo thực hiện nghiêm vùng đã được quy hoạch, có chính sách hỗ trợ thiết thực các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch. Cử tri xã Yên Nhân đề nghị các cấp có thẩm quyền tiếp tục quan tâm xem xét tạo điều kiện xây dựng nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn đã xuống cấp để đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại cho nhân dân, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt đấu giá giá trị quyền sử dụng đất. Đề nghị tiếp tục quan tâm xem xét và hỗ trợ nguồn kinh phí cho các khu dân cư phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Cử tri đề nghị Quốc hội quan tâm sớm điều chỉnh mức tiền lương cơ sở cho cán bộ công chức viên chức, quan tâm hơn nữa đối với đội ngũ y tế cấp cơ sở như bố trí số lượng hợp lý, thường xuyên đào tạo để đội ngũ này có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đầu tư máy móc trang thiết bị y tế thích hợp cho công tác khám chữa bệnh. Lãnh đạo huyện Yên Mô, các sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời giải trình làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó trưởng ban tổ chức Trung ương cảm ơn các ý kiến chân thành thẳng thắn của cử tri, đồng thời trao đổi làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền. Đồng chí nhấn mạnh, trong sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu, hình thành các vùng chuyên canh hàng hóa, nông nghiệp sạch, hữu cơ đang là chủ trương của Quốc hội, Chính phủ. Đồng chí đề nghị chính quyền địa phương cũng cần nghiên cứu việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, lựa chọn các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, mang lại thu nhập cho nông dân và xây dựng sản phẩm OCOP cho địa phương. Đối với các ý kiến của cử tri về nâng mức hỗ trợ thủy lợi phí, sửa đổi luật đất đai sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu trình Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó trưởng ban tổ chức Trung ương, cùng các vị trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri thành phố Tam Điệp.
Cùng dự có đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và thành phố Tam Điệp. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15 và những hoạt động đóng góp của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình trong kỳ họp. Với tinh thần thẳng thắn xây dựng, cử tri phường Bắc Sơn mong muốn Chính phủ, Quốc hội nghiên cứu ban hành chính sách bảo trợ xã hội cho người đủ 75 tuổi trở lên mà không hưởng lương, đồng thời hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với người từ đủ 70 tuổi trở lên, giúp họ có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế, giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống. Từ một số bất cập trong quy định hưởng thù lao ở các hội đặc thù, đó là chỉ có cán bộ nghỉ hưu làm lãnh đạo chuyên trách mới được hưởng thù lao, đã ảnh hưởng ít nhiều đến hiệu quả công việc. Cử tri đề nghị các đại biểu Quốc hội kiến nghị với Chính phủ sửa đổi quyết định số 30/2011, quy định lại đối tượng hưởng chế độ thù lao ở các hội có tính chất đặc thù. Cử tri phường Nam Sơn phản ánh thực trạng hiện nay có nhiều vụ việc vượt quá thẩm quyền xử phạt của cơ quan cấp dưới, đang phải chuyển cho cấp trên giải quyết, không đảm bảo tính kịp thời, nhanh chóng. Do vậy, cử tri kiến nghị cần tăng thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và trưởng Công an cấp xã. Đồng thời đề nghị Trung ương, Bộ Y tế xem xét chuyển giao Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế tuyến xã về Ủy ban Nhân dân cấp huyện quản lý và điều hành trực tiếp và thống nhất mô hình quản lý y tế cơ sở trên địa bàn cả nước. Cử tri phường Tân Bình đề nghị Trung ương xem xét quyết định điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội của chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở thành 5 năm một lần thay vì 5 năm hai lần như hiện nay để giống với Đảng bộ chi bộ cơ sở và điều chỉnh nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là 5 năm một lần. Đề nghị bổ sung quy hoạch và đầu tư xây dựng tuyến đường tránh thành phố Tam Điệp kết nối tuyến đường tỉnh DT477 với nút giao giữa cao tốc Bắc Nam và tuyến đường Đông Tây tỉnh Ninh Bình để giải quyết triệt để tình trạng quá tải trên quốc lộ 1A như hiện nay và phục vụ các phương tiện vận chuyển từ các mỏ vật liệu trên địa bàn thành phố ra các địa phương trong tỉnh. Cử tri xã Yên Sơn phản ánh việc quản lý sử dụng đất của một số doanh nghiệp đang tồn tại nhiều bất cập, ảnh hưởng đến quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhiều diện tích đất sử dụng không hiệu quả, do vậy đề nghị cơ quan quản lý nhà nước ra soát tổng thể những doanh nghiệp này và có biện pháp xử lý nếu có vi phạm về đất đai. Cử tri thành phố Tam Điệp cũng kiến nghị cơ quan trung ương có thẩm quyền, các ngành có liên quan bổ sung quy định cụ thể về việc bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi một phần hoặc toàn bộ mỏ khai thác khoáng sản. Lãnh đạo các sở Tài nguyên Môi trường, Giao thông Vận tải, Nội vụ đã tiếp thu các ý kiến của cử tri và trả lời giải trình làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương cảm ơn ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết trách nhiệm của cử tri thành phố Tam Điệp. Các ý kiến sẽ được tổng hợp phân loại và trình Quốc hội xem xét quyết định trong thời gian tới. Đồng chí cũng đã trả lời làm rõ một số vấn đề liên quan đến chế độ chính sách đối với người cao tuổi, mức thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và trưởng Công an xã, việc phân cấp quản lý đối với y tế cơ sở, điều lệ tổ chức đại hội chi bộ. Đối với việc quản lý sử dụng đất đai ở các nông lâm trường, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành quan tâm giải quyết những ý kiến cử tri nêu. Sáng nay tại nhà văn hóa xã Khánh Thượng, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Khánh Thượng, Mai Sơn, Yên Thắng, huyện Yên Mô. Cùng dự buổi tiếp xúc có đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo huyện Yên Mô. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội có 15, đại diện cử tri đã phát biểu bày tỏ sự tin tưởng phấn khởi về thành công của kỳ họp Quốc hội lần này, cùng những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ, tạo những chuyển biến tích cực trong đời sống đất nước. Bên cạnh đó, cử tri cũng phản ánh những khó khăn bất cập trong quá trình thực thi chính sách, đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết. Theo đó, cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư tu bổ, nâng cấp các khu di tích lịch sử, nhất là việc chăm sóc và bảo vệ các cây cổ thụ tại di tích quốc gia ở địa phương. Đề nghị có chính sách phù hợp để người dân sản xuất nông nghiệp bớt khó khăn do giá cả đầu vào tăng cao, trong khi sản phẩm đầu ra nông nghiệp có chiều hướng giảm. Đề nghị các cấp có thẩm quyền và ban quản lý đê của tỉnh, huyện xem xét sớm trình Ủy ban Nhân dân tỉnh để có phương án bê tông hóa mặt đường đoạn đê Điện Biên thuộc xã Khánh Thượng, bảo đảm thuận lợi cho nhân dân đi lại.
đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và cơ quan chức năng liên quan chỉ đạo đơn vị vận hành Âu Kim Đài căn cứ vào kế hoạch mùa vụ sản xuất nông nghiệp của tỉnh và các huyện để điều tiết nước linh hoạt hợp lý. Đề nghị quan tâm nâng cấp sửa chữa đoạn kinh tứ cấp 1 khu hợp tác xã nông nghiệp Tây Thượng. Cử tri đề nghị chính phủ xem xét sửa đổi một số điều của luật đất đai hiện đang gây khó khăn lúng túng trong việc hướng dẫn thẩm định thủ tục hồ sơ giao đất cho thuê đất theo quy định. Đồng thời đề nghị có hướng dẫn và điều chỉnh một số nội dung nhằm khắc phục những bất cập trong khi thi hành. Một số ý kiến đề nghị Quốc hội cần nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi ban hành các dự án luật, tránh tình trạng khi ban hành rồi lại phải sửa đổi bổ sung. Đề nghị chính phủ nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chức danh công chức văn hóa xã hội. Công chức địa chính nông nghiệp xây dựng đối với xã loại 3 vẫn do hai công chức đảm nhiệm như trước đây. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mô đã trả lời làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu tâm huyết trách nhiệm của cử tri, cho đây là những vấn đề sâu sắc xuất phát từ thực tiễn. Tiếp thu ý kiến của cử tri, đồng chí cũng trao đổi làm rõ một số kiến nghị liên quan đến luật đất đai, chính sách cán bộ, công tác bảo tồn di sản, về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh lạm phát gia tăng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, với tính chất quan trọng cũng như những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện luật đất đai năm 2013, Quốc hội đã quyết định sẽ đưa nội dung này vào thảo luận tại kỳ họp thứ 6 và sẽ được xem xét thảo luận thông qua sau 3 kỳ họp. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh rất mong tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp của cử tri, nhân dân để có cơ sở thực tiễn tham gia góp ý xây dựng sửa đổi, bổ sung luật đất đai năm 2013 tại các kỳ họp của Quốc hội. Chia sẻ những băn khoăn của cử tri liên quan đến việc đầu cơ đất đai, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu và sẽ trình với Quốc hội, cơ quan chức năng để giải quyết tình trạng này. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh, huyện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện và các cơ quan chức năng tham mưu tiếp thu, nghiên cứu và giải quyết sớm nhất. Sáng nay, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với các địa phương về công tác y tế và phòng chống dịch bệnh. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình có đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đại tá Phạm Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành các huyện thành phố trong tỉnh. Theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện cả nước đã ghi nhận hơn 10,7 triệu ca mắc COVID-19, hơn 9,5 triệu người đã khỏi bệnh, đạt 89%. Đến ngày 17 tháng 6 năm 2022, Việt Nam đã tiêm được hơn 225,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19, đạt 98,6%. Nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên có tỷ lệ tiêm các mũi 1-2 xấp xỉ 100%. Tuy nhiên, tiêm mũi 3 và mũi 4 đạt tỷ lệ thấp hơn. Trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tiêm các mũi 1-2 đạt xấp xỉ 100% và 97,7%. Trẻ từ 5 đến 11 tuổi tiêm các mũi 1-2 đạt xấp xỉ 43,3% và 7%. Riêng đối với Ninh Bình, tính đến ngày 19 tháng 6, số lượng vaccine đã tiêm đạt trên 2,4 triệu liều. Số đối tượng thuộc diện tiêm vaccine đã thực hiện tiêm các mũi theo quy định cơ bản đảm bảo yêu cầu đề ra. Cũng theo Bộ Y tế, tại Việt Nam, số ca mắc COVID-19 trong mấy tháng qua có xu hướng giảm mạnh, nhưng mới đây lại tăng nhẹ trở lại tại một số tỉnh, thành phố. Thời gian gần đây, biến thể Omicron đã ghi nhận chiếm chủ đạo với các nhánh phụ BA2, BA2.3, BA2.3.2. Trong khi biến thể phụ BA.5 đã ghi nhận ở nhiều quốc gia, có nguy cơ xâm nhập vào nước ta và có thể dẫn đến sự gia tăng các ca mắc COVID-19 trong thời gian tới. Do vậy, hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận về việc cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tiêm vaccine tăng cường, nhắc lại cho những nhóm có nguy cơ mắc bệnh và truyền thông để người dân luôn có ý thức phòng chống dịch. Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố nhanh chóng hoàn thành việc tiêm chủng vaccine COVID-19, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch để ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân. Sáng nay, nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã đến thăm chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tống Quang Thìn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình đạt được trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện tốt nhất để các cơ quan báo chí truyền thông trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình, khẳng định và phát huy vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, chính quyền và là diễn đàn của nhân dân.
Thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng đội ngũ cán bộ, phóng viên của Đài Phát Thanh và Truyền hình Ninh Bình đã có nhiều cố gắng, linh hoạt đổi mới phương thức hoạt động, lao động sáng tạo, kịp thời tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, phản ánh biểu dương những nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, làm tốt công tác định hướng dư luận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên của Đài nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đồng chí tin tưởng và mong muốn Đài tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng trau dồi đạo đức người làm báo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bám sát cuộc sống xã hội, làm tốt công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhu cầu thông tin của nhân dân, quảng bá rộng rãi tiềm năng thế mạnh, hình ảnh vùng đất con người Ninh Bình đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng thời tiếp tục giữ vững đoàn kết, phát huy thế mạnh của cơ quan báo chí truyền hình, nhanh chóng chuyển đổi số, nâng cao tính cạnh tranh với mạng xã hội, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng, cũng như phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chiều nay, đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đi thăm chúc mừng cán bộ, hội viên, biên tập viên tạp chí Văn nghệ Ninh Bình. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Mai Hoa đã tặng lẵng hoa tươi thắm, chúc mừng cán bộ, hội viên, biên tập viên tạp chí Văn nghệ Ninh Bình nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đồng chí ghi nhận thời gian qua, tạp chí là một trong những kênh thông tin quan trọng góp phần phản ánh toàn diện các mặt kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, văn hóa, văn nghệ của tỉnh, đặc biệt đã thể hiện sâu, đậm nét về đời sống tinh thần, văn hóa, văn nghệ của nhân dân trong tỉnh, quảng bá hình ảnh quê hương đất nước. Đồng chí mong rằng cán bộ, hội viên, biên tập viên tạp chí tiếp tục cống hiến để có nhiều tác phẩm mới hay, hấp dẫn, phù hợp với sự phát triển chung của tỉnh, nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp, chú trọng gắn công tác văn nghệ trong việc tuyên truyền nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, quảng bá rộng khắp văn hóa du lịch Ninh Bình đến bạn bè trong nước và quốc tế. Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thành phố 30 tháng 6 năm 1954, 30 tháng 6 năm 2022 và lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, sáng nay đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố do đồng chí Lê Hữu Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Ninh Bình làm trưởng đoàn đã đặt vòng hoa dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của thành phố. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trong những năm qua, với niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn thử thách, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng thành phố đạt nhiều thành tựu nổi bật. Với niềm tin sâu sắc và tự hào to lớn, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố nguyện chung sức đồng lòng, phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng nỗ lực quyết tâm, phấn đấu xây dựng thành phố Ninh Bình ngày càng giàu đẹp văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh. Sáng nay, Công an tỉnh tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân. Dự lễ ra quân của đồng chí Đại tá Phạm Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đại diện Ban An toàn Giao thông, lãnh đạo một số sở ban ngành và lãnh đạo các huyện, thành phố. Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 20 tháng 9 năm 2022 với mục tiêu huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và các loại xe tương tự. Xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành gây cản trở giao thông, chống lại lực lượng thi hành công vụ, phòng chống đua xe trái phép, chạy xe lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng. Đổi mới phương thức hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, tăng cường tuần tra cơ động bằng xe mô tô trên các tuyến địa bàn được phân công, phân cấp. Bố trí lực lượng, phương tiện kỹ thuật, vũ khí, công cụ hỗ trợ đủ mạnh, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.
Cùng với đó, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên tuyến giao thông, nhất là tội phạm trộm cắp xe máy, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ. Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy định về phòng chống tác hại của rượu bia, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tiễn, yêu cầu kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự. Sáng nay 20 tháng 6 tại tỉnh Bắc Ninh, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đợt cao điểm này, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tập trung xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, vi phạm tốc độ trên đường bộ, vi phạm về cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ, phương tiện thủy chở quá vạch sóng lớn nước an toàn, hàng hóa không hóa đơn, chứng từ, cảng bến nội địa không phép. Bộ Công an đã ban hành kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và sự ra quân quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự triển khai đồng bộ ở 4 cấp công an là lực cục cảnh sát giao thông, công an cấp tỉnh, công an cấp huyện và công an cấp xã, thì với sự quyết tâm cao nhất của lực lượng cảnh sát giao thông thì quyết tâm đạt được những mục tiêu yêu cầu đề ra trong đợt ra quân lần này, đó là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tình hình trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông cũng như là trách nhiệm của người thi hành công vụ. Ngay sau lễ ra quân, tại các tuyến đường giao thông trên địa bàn, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Ninh đã tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh, đội tuần tra kiểm soát số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tăng cường kiểm tra, cân tải trọng đối với các phương tiện chở hàng quá trọng tải, quá khổ. Cùng với đó, tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Trong quá trình thực hiện, chủ động phòng ngừa hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng. Chúng tôi tập trung vào 4 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp để gây lên tai nạn giao thông cũng như là ùn tắc giao thông. Ở nhóm hành vi vi phạm thứ nhất đó là vi phạm về chạy quá tốc độ quy định. Ở nhóm hành vi vi phạm thứ hai mà chúng tôi tập trung đó là xử lý nghiêm những cái xe cơi lưới thành thùng cũng như là hành vi là chở quá tải trọng. Nhóm hành vi thứ ba là vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển giao thông. Và nhóm hành vi cuối cùng là xử lý những cái phương tiện thủy nội địa chở quá vạch dấu mớ nước an toàn. Trên các tuyến giao thông, cùng với việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoặc có hành vi chống đối, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc còn tập trung tổ chức tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Thời gian thực hiện cao điểm diễn ra trong vòng 3 tháng, từ ngày 20 tháng 6 đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2022. Chiều nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tuyên truyền tháng 6, triển khai định hướng công tác tháng 7. Trong tháng 6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã bám sát tình hình thực tiễn và nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, chỉ đạo định hướng, hướng dẫn các cơ quan báo chí, Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy về công tác thông tin tuyên truyền, tập trung vào các nội dung, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, tỉnh. Trọng tâm là các văn kiện hội nghị Trung ương năm khóa 13, các nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 22 và chủ đề công tác năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tiếp tục phản ánh đầy đủ kịp thời diễn biến kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, các hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác giải phóng mặt bằng, thi công các công trình dự án, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, gương điển hình tiên tiến. Về định hướng tháng 7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, kết quả phát triển kinh tế xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm, tập trung tuyên truyền các sự kiện, ngày kỷ niệm quan trọng trong tháng như Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Toàn dân phòng chống ma túy, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và trong cả nước. Ngành tuyên giáo tích cực chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, nhằm cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Trên cơ sở đánh giá tiềm năng và nhu cầu thực tế, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau thống nhất ký kết và triển khai thực hiện chương trình hợp tác trên lĩnh vực khoa học và công nghệ giai đoạn 2022-2025. Hai bên ký kết dựa trên nguyên tắc lâu dài, toàn diện, phát huy lợi thế của địa phương, cùng có lợi và trên tinh thần tự nguyện, đặc biệt sẽ cụ thể hóa thành kế hoạch để triển khai thực hiện. Nội dung ký kết hợp tác gồm kết nối để học tập, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học và công nghệ như tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, trao đổi thông tin về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các hoạt động về thẩm định công nghệ và dự án đầu tư, giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển tiềm lực, mô hình khoa học công nghệ, triển khai các giải pháp truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực. Bên cạnh đó, hai bên lựa chọn những kết quả nghiên cứu khoa học của mỗi tỉnh phù hợp với điều kiện địa phương tại Ninh Bình và Cà Mau để chuyển giao áp dụng, kết nối trong hỗ trợ tư vấn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và phát triển tài sản trí tuệ, tuyên truyền kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của hai tỉnh trên website và bản tin khoa học công nghệ của sở. Từ giống lúa thuần chất lượng cao QR1, sau nhiều năm chọn tạo sản xuất và sai sót, tên gạo Hương Bình đã ra đời và gần đây được công nhận thương hiệu sản phẩm của Ninh Bình. Đây là sự nỗ lực lớn của bốn nhà, trong đó có doanh nghiệp đồng hành cùng nông dân, đưa nền nông nghiệp tỉnh phát triển bền vững. Với gần 5 sào ruộng, bà Nguyễn Thị Phượng ở Hợp tác xã Liên Phương, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô dành toàn bộ diện tích cấy giống lúa QR1, một phần để sử dụng cho gia đình, một phần bán cho công ty. Thì cái giống lúa này mang về đây là nói chung là chịu rét tốt, đấy, không phải cấy lại, mà doanh nghiệp thì lại thu mua tại chỗ luôn, nói chung là giải phóng sức lao động cho bà con xã viên là nhàn. Đấy, thì năm nay là nhà tôi cấy vừa giống lúa này vừa giống Hưng Bình là một mẫu. Cũng như bà Phượng, từ liên kết bốn nhà, nhờ hiệu quả của lúa QR1 mang lại, nhiều hộ nông dân đã mở rộng diện tích và thực hiện liên kết chuỗi giá trị đồng bộ, có thu nhập cao gấp nhiều lần so với trước. Cái giống lúa Hưng Bình là rất là có hiệu quả. Là với hai nữa là máy gặt là tận đầu bờ mà thu mua là như vậy là cũng là coi như là đầu bờ bao biết cả là của công ty hết. Nên là cái là thu nhập là rất là tốt với lại nông dân bây giờ. Giống lúa thuần QR1 được trồng tại đất Ninh Bình bắt đầu từ vụ xuân năm 2007, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh lên tới 5.000 hectare một năm. Đây là giống lúa cảm ơn, gieo cấy được cả hai vụ trong năm. Có tính thích ứng rộng, chống chịu sâu bệnh tốt, thời gian sinh trưởng phù hợp. Từ vụ đông xuân năm 2022, mô hình sản xuất lúa theo chuỗi giá trị đồng bộ lần đầu tiên được xây dựng, trên cơ sở chọn giống lúa QR1 thực hiện sản xuất theo hướng hữu cơ, quy trình khép kín từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ với sự liên kết bốn nhà. Kết quả thành công mang lại kết quả cao cho nhiều thành viên trong chuỗi. Cái nếu nói vào cái đồng đất của Yên Nhân ấy, được cái thiên nhiên ưu đãi cho một cái vùng đất và được cái chất đất cho nên là cơm và rất là ngon, cho nên khi cấy các cái giống lúa mà nó lại đặc sản vào chất lượng thì nó lại càng tôn thêm cái chất lượng của gạo lên rất là lớn. Bây giờ thì bà con là chuộng nhất là Hương Bình rồi. Đấy, có lẽ là hợp tác xã trước kia thì đưa vào 3-4%, nhưng năm nay hợp tác xã sẽ mở rộng lên 6-70% bằng cái giống lúa Hương Bình và cái nếp Hương. Lúa thuần QR1 sau khi xay sát tạo ra gạo mang tên gọi Hương Bình, loại gạo này cơm ngon, dẻo, vị đậm, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng hiện nay. Ngày 13 tháng 8 năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định số 147 UBNZVP6 về việc giao nhiệm vụ cho Sở Khoa học và Công nghệ đứng tên đăng ký nhãn hiệu và là chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận gạo Hương Bình. Đây là một bước tiến quan trọng nâng tầm một giống lúa thuần chất lượng cao trở thành một sản phẩm hàng hóa được bảo hộ nhãn hiệu, phục vụ đắc lực cho việc nâng cao thu nhập cho nông dân và trở thành sản phẩm là một trong những hàng hóa chủ lực của Ninh Bình. Tại sao mà có hai chữ Hương Bình? Bởi vì anh em công ty và cũng như là trong ban giám đốc là muốn đặt Hương Bình là làm sao làm cho Ninh Bình một thương hiệu gạo là có vị sắc, vị hương của Ninh Bình. Thế thì đến nay mà nói là giống Hương Bình đã phát triển dọc đất miền Trung và miền Bắc, và cái thương hiệu gạo Hương Bình thì Ủy ban Nhân dân tỉnh và cũng đã làm được cái thương hiệu gạo cho tỉnh Ninh Bình. Diện tích được mở rộng, quy trình tiếp tục được hoàn thiện, gạo Hương Bình đã có sức cạnh tranh cao, thị trường ngày càng mở rộng, hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích cho nông dân và ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Bình nói riêng. Gạo Hương Bình như tấm chân tình của người nông dân vùng đất cố đô với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.
Hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy như sau. Lớp chuyên Toán, điểm chuẩn trúng tuyển 43,65. Lớp chuyên Vật lý, điểm chuẩn trúng tuyển 41,7. Lớp chuyên Hóa học, điểm chuẩn trúng tuyển 47,44. Lớp chuyên Sinh học, điểm chuẩn trúng tuyển 39,5. Lớp chuyên Tin học, điểm chuẩn trúng tuyển. Môn thi chuyên Tin học 41,54. Môn thi chuyên Toán 37,6. Lớp chuyên Ngữ văn, điểm chuẩn trúng tuyển 42,9. Lớp chuyên Lịch sử, điểm chuẩn trúng tuyển 35,7. Lớp chuyên Địa lý, điểm chuẩn trúng tuyển 37,35. Lớp chuyên Tiếng Anh, điểm chuẩn trúng tuyển 45,19. Lớp chuyên Tiếng Pháp, điểm chuẩn trúng tuyển 33,52. Một, đối với lớp chuyên Toán, 3 thí sinh có cùng tổng điểm xét tuyển 43,65, trong đó 2 thí sinh được xét trúng tuyển theo tiêu chí ưu tiên. Thí sinh có số báo danh 110.907, đoạt giải 3 môn Toán trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2021-2022, và thí sinh có số báo danh 110.888, có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn. 2. Đối với lớp chuyên Tin học, tuyển được 34 thí sinh theo quy định. Môn thi chuyên Tin học tuyển 17 thí sinh, môn thi chuyên Toán tuyển 17 thí sinh, thiếu 1 thí sinh so với chỉ tiêu. 3. Đối với lớp chuyên Tiếng Pháp, tuyển được 29 thí sinh theo quy định, thiếu 6 thí sinh so với chỉ tiêu. Sở Giáo dục và Đào tạo giao trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy thông báo cho những thí sinh không trúng tuyển vào lớp chuyên Toán có nguyện vọng xét tuyển vào lớp chuyên Tin học, không trúng tuyển vào lớp chuyên Tiếng Anh, có nguyện vọng xét tuyển vào lớp chuyên Tiếng Pháp nếu đủ điều kiện và có tổng điểm xét tuyển bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển của lớp chuyên tương ứng là Tin học và Tiếng Pháp thì nộp đơn về trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy để xét tuyển bổ sung. Hạn cuối cùng nộp đơn 8 giờ ngày 21 tháng 6 năm 2022, hoàn thành việc bàn giao hồ sơ học sinh không trúng tuyển cho các trường trung học phổ thông theo nguyện vọng đã đăng ký xét tuyển của thí sinh trước 17 giờ ngày 21 tháng 6 năm 2022. Sáng nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị ra mắt mô hình vận động nhân dân lắp camera an ninh tại thôn Tây, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư. Đây là mô hình làm điểm của Ban Dân vận Tỉnh ủy nhằm thực hiện chương trình vận động nhân dân lắp camera an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2022. Từ 4 mắt camera đã được lắp đặt dọc tuyến đường thôn, khuyến khích vận động người dân lắp đặt thêm các camera ở gia đình và khu vực thôn xóm. Với nguồn lực xã hội hóa, trên địa bàn xã Trường Yên hiện đã có trên 30 camera lắp đặt dọc các tuyến đường giao thông chính. Mô hình sẽ được nhân rộng tới các địa phương trên toàn tỉnh trong thời gian tới. Đây là mô hình dân vận khéo, hiệu quả, huy động sức mạnh nhân dân, tạo được điểm nhấn và có sức lan tỏa trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bên cạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, việc lắp đặt camera đã góp phần phát hiện, xử lý đúng người vi phạm, chung tay xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Nhằm đánh giá trình độ năng lực của cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, sáng nay Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội thi Chỉ huy trưởng Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố năm 2022. Trong thời gian 4 ngày từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 6, 15 thí sinh là Chỉ huy trưởng Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố sẽ trải qua các phần thi, gồm thi nhận thức công tác quân sự quốc phòng, hậu cần kỹ thuật, thi nhận thức về công tác chính trị, xây dựng quyết tâm tác chiến phòng thủ của chỉ huy trưởng, chuẩn bị dự thảo nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ, thi điều lệnh, thể lực và bắn súng K-54. Hội thi là dịp để mỗi thí sinh tự học, tự bồi dưỡng để có kiến thức toàn diện về công tác quốc phòng quân sự, kỹ năng tham mưu, đồng thời là cơ sở để đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của tập thể cấp ủy, quá trình học tập, rèn luyện của đội ngũ cán bộ chủ trì, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, đêm nay không mưa, ngày mai nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Thông tin chi tiết về thời tiết các vùng trên địa bàn tỉnh sẽ khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết tỉnh Ninh Bình. Khu vực huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ 27 đến 38 độ. Khu vực thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ 27 đến 38 độ.
khu vực huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ 28 đến 33 độ. Khu vực thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ. Tin thủy văn, thủy triều trung bình, mực nước trên các sông biến đổi chậm và dao động theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 1,3 đến 1,5 m, thấp hơn báo động 1 từ 1,5 đến 1,7 m. Trên sông đáy tại Ninh Bình ở mức 1,4 đến 1,6 m, thấp hơn báo động 1 từ 0,9 đến 1,1 m.